quay xong nhớ cắt cái tiếng ra, lồng tiếng mới vô. Xin chào các bạn trở lại với kênh Thích Cà Phê Admin của Ngọc Hồ nha. Đây là sân nhà mình. Nhà mình ở trước một con hẻm. Hôm nay mọi người có thể thấy cờ đỏ sao vàng treo phía trước, bởi vì bữa nay là ngày 2 tháng 9. Phía trên là dàn nho. Nho cũng có, hiện tại cũng có mấy chùm trái. Ở cuối clip mình sẽ quay vài chùm nho cho các bạn xem. Nhưng bữa nay mình muốn giới thiệu với các bạn về kỹ thuật nhân giống cây sâm, cây xương sâm. Đây, cây dây nó rò xào như thế này. Mình sẽ tạo ra nhiều cây xương sâm con chỉ trong vòng 10 ngày. Cây sâm là ở trên đàn nó phát triển thành tán to. Có 10 ngày mình có thể hái một lần để làm thạch xương sâm ăn cho nó thơm, mát, giải nhiệt. Và cái chính là nó sướng cái mỏ. Ăn xương sâm thơm lắm, mát. Xương sâm thì gồm có hai loại nha các bạn. Một là đây là sâm long. Sâm long thì ở cái mặt lá của nó, rồi ở cái mép lá, rồi ở cái ngọn của nó là có nhiều long. Là sâm long. Còn sâm láng thì nó trơn, nó không có long ở trên lá cũng như trên ngọn cây. Đây là sâm láng. Long láng gì cũng làm xương sâm để ăn được. Nhưng mà xương sâm long á, nó thơm hơn, nó dẻo hơn. Nhưng mà nó lại khó đông. Nó cần phải có nang mực mới đông được. Còn sâm láng này thì nó tự đông và đông đặc, chứ không cần phải bỏ cái gì thêm hết. Đây là cây xương sâm con nha các bạn. Tức là mình gieo hạt cho nó lên. Nhưng mà gieo hạt này lâu lắm. Trước hết là mình phải chờ, không biết đến lúc nào thì cái dây sâm mới ra bông ra hạt. Rồi khi mà có hạt đó, mình phải gieo hạt tươi bằng cách là mình rải hạt tươi lên đất, rồi mình rải lên trên một lớp sơ dừa, rồi mình tưới đều hàng ngày. Thì như vậy nó được ủ bên trong sơ dừa và nó sẽ lên, nhưng mà phải sau 20 ngày, một tháng thì nó mới lên cây con. Rồi cây con mà từ khi mà nó nảy mầm cho đến lúc trồng được thì cũng hơi bị lâu.
một hai tháng. Trong khi nếu mà mình dâm bằng cành á thì chỉ cần 10 ngày là bắt đầu nó bén rễ, nó mọc trồi lên, và mình đem cái dây vừa dâm đó, cái ly nhựa vừa dâm cây đó, mình nhổ lên mình trồng xuống thì nó được một cây có cái thân rất là to, và nó là một cây trưởng thành thay vì phải chờ quá lâu theo cách là gieo hạt. Thì bây giờ cái dây sâm này nó lằng ngoằng thế này, mình phải tháo xuống, trước hết mình phải tháo xuống cho nó thẳng và nó nằm dưới đất mình mới có thể thao tác được. Các bạn thấy là hồi nãy dây sâm nó nằm trên này, bây giờ mình đã cho nó tháo nó xuống dưới đất cho nó nằm một cái đường dài vậy đó cho dễ thao tác. Rồi trước hết để mà dâm được cây thì ta có dụng cụ để dâm. Dụng cụ để dâm có thể gọi là dâm cụ được không? Đây là những cái ly nhỏ nhỏ, cái nhựa nhỏ chút xíu thôi, mỏng nữa, ly nhựa nhỏ mỏng. Ở chợ bán một lố 50 cái là 12.000. Bây giờ mình đâm lỗ. Rồi mình đâm lỗ như thế này để mà nó thoát nước tốt, còn nếu không nó sẽ bị úng, cây sẽ không ra rễ. Mình nên bỏ một ít đất bên dưới như thế này để khi mà mình nhấc dây sâm xuống thì bên dưới nó sẽ có đất để nó ra rễ, và bên trên mình cũng nhét một cái nhúng đất đè lên, nén chặt để cho cái dây sâm khỏi bung ra. Bây giờ mình quấn nha, vẫn phải dẻo tay để cho nó không có bị gập gãy cành nhánh. Chỉ cần 3 hoặc 4 vòng thì mình sẽ nhét nó vô cái ly. Rồi sau đó mình bóc đất, mình thả xuống và mình nhấn cho nó, cho sợi dây, cho cái đoạn dây 3 vòng này là nằm cố định dưới đất, không có bị bung lên. Lưu ý là sợi dây nó vẫn còn nằm trong dây sâm, chưa được cắt ra nhé. Nếu bạn cắt ra thì nó sẽ không có cái điểm tựa, tức là cây mẹ đó, thì đoạn dây sẽ bị khô đi và không ra rễ. Và bạn phải để nguyên trên cây, bạn quấn rồi bạn nhét cho đến lúc nào bạn dỡ cái ly lên thấy rễ ra màu trắng thì lúc đó là nó đã hình thành cây con, bạn có được quyền cắt thân ăn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, nhét vô ly. Đất lên, nhấn xuống để chặt cho dây khỏi bị bung ra.
Đây thì dưới là đất, trên là đất nha. Dưới này nè là có đất sẵn, rồi mình nhét 3 dòng dây vô, sau đó mình thả đất xuống, mình nhấn cho nó không có bung cái đoạn dây ba dòng này ra, để nó nằm trong đất và nó mới có điều kiện để đâm rễ. Thì khoảng 10 ngày sau thì cây nó sẽ túa rễ ra. Và mình nhìn vào cái ly nhựa trong này, mình thấy cái màu trắng, những cái rễ cây màu trắng túa ra, thì khi đó mình sẽ cắt. Còn lúc này thì cây vẫn còn nằm dính với cây mẹ nha, cây vẫn dính với cây mẹ, chừng nào ra rễ mình mới cắt từng đoạn vậy. Đất này là đất sạch tripart, là cái đất mà nó giữ ẩm tốt. Còn cái đất tro trấu thì nó thoát nước nhanh quá, nó thường khô, cho nên là dây sâm nó khó ra rễ. Bởi vậy mình nên dùng cái đất nhiều mùn nha, không nhất thiết phải đất sạch nhưng mà nó nhiều mùn là được, để nó giữ ẩm và nó kích thích cây ra rễ. Khi mà quấn dây sâm như thế này á, các bạn lưu ý là phải có một cái điểm tựa này, là chẳng hạn như là dưới mặt đất hoặc là cái chậu cây gì đó, để mà khi các bạn quấn xong thì các bạn bỏ được cái ly xuống, có nơi để bỏ và có điểm tựa để mình nhấn tay xuống cho nó mạnh tay, để nó giữ được chặt cái những cái đoạn vòng dây mình vừa quấn xong. Nó phải có điểm tựa để mình nhấn nè. Còn khi các bạn cầm trên tay các bạn nhấn thì nó rất là mệt và nó không có hiệu quả. Rồi ở đây mình phát hiện có một đoạn dây bị bung ra rồi này, là do nhấn không chặt. Đây, nhấn không chặt để nó bung ra. Bung ra như thế này. Bây giờ phải quấn lại, mình nhét cái đoạn dây này vô rồi nhấn cho chặt xuống. Đó, đây là cái đoạn dây đã quấn xong. Thì đã đè chặt đất xuống. Ở đây nó có như một khúc dây như thế này, là tại vì cái số mà ly mình chuẩn bị không có đủ để ngày mai lại đi ra mua một lỗ ly nhựa một, tức là 50 cái về để làm. Và được tới có offline thì mình sẽ đi cho khoảng 60-70 cái ly nhựa này, tức là 60-70 cái cây sâm đã được dâm theo cách này. Còn đây là cái cây đã dâm từ trước và nó đã ra rễ nè, bạn thấy màu trắng ở đít ly, tức là nó đã ra rễ. Và sau khi bạn làm theo cách này thì tự nhiên bạn có một cái cây dây sâm rất là dài, thay vì là bạn gieo lên thì không biết bao giờ nó cao lên được. Trong khi ở đây bạn chỉ cần quấn như vậy thì nó đã có một cái cây sâm rất là dài, rất khỏe. Nho ra trái rồi. Chào các bạn, vừa rồi là các bạn đã xem xong clip về cách tạo ra nhiều cây xương sâm con từ dây xương sâm trên cây mẹ. Các bạn nhớ là trước khi quấn dây và nhét xuống cái ly nhựa, rồi nhấn đất cho nó cố định các vòng dây trong ly, thì không được cắt rời ra khỏi cây mẹ nhé. Quấn vẫn để trên cây mẹ, quấn nhét vô ly rồi bỏ đất vô rồi nhấn để cố định cây. Thì khi nào mà mình nhìn vô cái ly nhựa mình thấy nó túa rễ màu trắng thì mình mới được quyền cắt các đoạn dây mà nối ly này với ly kia, đồng thời cắt cái đoạn dây nối với cây mẹ. Còn nếu các bạn cắt trước khi quấn
thì nó sẽ không có chất dinh dưỡng từ cây mẹ chuyển qua, nó sẽ khô dần và nó sẽ không thể ra rễ. Hoặc nếu có ra rễ thì 10 cái ly cũng chỉ được 2 ly, như vậy tức là tỷ lệ sống không cao. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, bởi vì nhiều người đăng ký thì mỗi lần mình post lên một clip mới thì mới nhiều người xem, mà nhiều người xem thì mình mới có động lực, mới có hứng để làm tiếp những clip tiếp theo. Để làm một clip như hôm nay là mình phải chờ cho vợ con về quê ăn đám giỗ mình mới mạnh dạn làm. Còn nếu mà mọi người vẫn ở nhà thì mình sẽ mắc cỡ lắm, không dám nói đâu. Bởi vậy không đơn giản để tạo một clip, cho nên nhớ đăng ký kênh nhé.